Twerking like Molly. Các bạn ơi, chương trình Vui Độc Lạ đã đến với các bạn rồi đây. Không biết thì một tuần trôi qua của các bạn như thế nào? Còn với Lê Duy thì cả tuần vừa qua đã bị đắm chìm trong những tin tức hot xin xịt trên mạng xã hội luôn. Và ngày hôm nay thì Lê Duy rất là nóng lòng chờ đợi giây phút xuất hiện trên Vui Độc Lạ. Không phải là để khoe danh sách của mình đâu nha, mà chỉ muốn là chia sẻ những thông tin sốt dẻo trong tuần vừa qua mà thôi. Đầu tiên, con sốt của hậu vệ mặt trời đã chính thức vượt ra khỏi biên giới của Hàn Quốc, đổ bộ vào một số nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản và ngay cả Việt Nam. Tiếp theo thì không thể nhịn cười trước những dòng trạng thái kèm theo video ghi lại màn đối đáp kinh điển giữa quay tòa và bị cáo cướp vợ được cư dân mạng nhiệt liệt mình chia sẻ. Mình làm ba người thì sao lại phạt tôi ạ? Ngoài ra những thông tin bên lề chắc chắn hứa hẹn sẽ đem lại sự thú vị mà tất cả các bạn phải tròn mắt ngạc nhiên luôn. Đừng đi đâu hết, đừng rời mắt khỏi màn hình vì Vui Độc Lạ sẽ bắt đầu ngay đây. Chính thức lên sóng vào cuối tháng 2 vừa qua, bộ phim Hậu Vệ Mặt Trời đã làm nên cơn sốt gây chấn động mạnh cho cộng đồng yêu thích phim Hàn cả trong và ngoài nước. Mặc dù mới đi được một nửa chặng đường, Hậu Vệ Mặt Trời đã chính thức xô đổ kỷ lục của Vì Sao Đưa Anh Tới. Bộ phim Hàn cũng từng làm mưa làm gió tại châu Á vào năm 2014. Chính độ phủ sóng mãnh liệt tại thị trường đại lục, Hậu Vệ Mặt Trời gần đây đã chính thức lọt vào tầm kiểm duyệt của chính phủ Trung Quốc khi Bộ An ninh Công cộng nước này vừa đưa ra lời cảnh báo chính thức rằng khán giả có thể gặp rủi ro nếu quá say mê bộ phim này. Đây là lần hiếm hoi mà thông tin cảnh báo về một bộ phim được thông tin trực tiếp trên truyền thông. Sau Bộ An ninh Trung Quốc, đến lượt Thủ tướng Thái Lan cũng không thể bình thản trước siêu bão này. Tuy nhiên, bộ phim lại được đón nhận một cách tích cực khi Thủ tướng Prayut Chan-o-cha thúc giục người dân Thái Lan xem Hậu Vệ Mặt Trời. Ông nói, mọi người hãy xem Hậu Vệ Mặt Trời và nếu ai muốn thực hiện một bộ phim như thế này, tôi sẽ tài trợ để khiến người dân tin tưởng vào chính quyền và khiến người Thái yêu thương nhau hơn. Chia tay với những thước phim lãng mạn của Hậu Vệ Mặt Trời tại xứ sở Kim Chi, trở lại Việt Nam với những tình huống cười ra nước mắt của một đoạn video clip ghi lại màn đối đáp kinh điển giữa quan tòa và bị cáo cướp vợ. Đây được trích trong chương trình Tòa Tuyên Án VTV6. Không biết bị cáo nói cái gì mà cư dân mạng phải phát sốt thế nhỉ? Gần đây, cư dân mạng và một số diễn đàn giải trí liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại màn đối đáp kinh điển của quan tòa và tên cướp vợ. Đa số người chơi Facebook tỏ ra khá thích thú vì sự hài hước ở màn đối đáp của nhân vật sòng Azure này bằng việc chia sẻ đoạn clip theo những dòng trạng thái thể hiện quan điểm cá nhân của mình. Bạn có nickname BH chia sẻ clip qua blog game với trạng thái không nhặt được mồm, tua tới 3 lần. Hay bạn HH thích thú, thư giãn đầu tuần với bạn bị mèo này. Sau khi xem clip, mình đã hiểu cảm hứng sáng tác bài Tình Yêu Màu Nắng của tác giả và không quên đặt câu hỏi, lỡ mình phạm tội thì thành bị gì ta? Sai rồi, mình là dân tộc Mông, trước kia gọi là người mèo. Mà tòa lại gọi mình là bị cáo là sai, tòa phải gọi mình là bị mèo mới đúng chứ. Khi tôi lấy Thủy về làm vợ thì trời vẫn còn nắng, phải gọi là hiếp nắng chứ, sao lại bảo là hiếp dâm? Mình nghĩ giết người mới là phạm tội. Còn mình làm ra người thì sao lại phạt tội ạ? Còn với bạn có nickname HT, rất mạnh mẽ khi nói rằng bị cáo này rất là cứng, là đàn ông phải cứng như người mèo. Khi anh chia sẻ clip qua trang Videotron, đặc biệt, đoạn trích còn được các trang báo online dành hẳn một chỗ trống để bàn về những câu thoại được cho là lập luận chặt chẽ từ phía cư dân mạng. Trên trang báo điện tử cũng đề cập tới vấn đề đoạn trích nhận được nhiều bình luận và đa số người xem cho rằng trình độ học vấn và nhận thức còn thấp của một bộ phận thanh thiếu niên miền núi chính là lý do dẫn đến tình huống bi hài trên. Nói thế nào đi nữa thì nhân vật bị mèo cũng để lại ấn tượng đặc biệt. Không chừng, những câu nói của bạn bị mèo này lại trở thành câu cửa miệng của cộng đồng mạng trong thời gian này lắm đó chứ. Giới trẻ đổ xô lên núi mua túi ni lông đựng không khí sạch về thành phố tích trữ. Có nhiều việc tưởng chừng như chỉ có trong chuyện mới có, chẳng hạn như việc lên núi lấy không khí mang về dự trữ xài dần. Ngày 19 tháng 3 vừa qua, một ngày cuối tuần thời tiết đẹp và nhiều sương, không bỏ lỡ cơ hội đó, nhiều người dân ở Quảng Đông đã đổ xô lên khu thắng cảnh Kim Tử Sơn để đổi gió. Tại đây, du khách không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, cảm giác hơi xe lạnh nơi núi đồi, đồng thời được tận hưởng cảm giác thoải mái dường như xua đi mọi mệt mỏi. Điều đặc biệt là tại đây có bán những chiếc túi chứa không khí sạch về làm quà cho bạn bè và người thân ở nhà. Các bạn đừng nghĩ việc mua bán kỳ lạ này chỉ có ở Trung Quốc và biết đâu một ngày đẹp trời nào đó lại có mặt ngay tại Việt Nam như là Sapa hay là Phan Xipang nhỉ? Quả thật là một hình thức buôn bán kỳ lạ của các bạn. Và các bạn ơi, vui
Độc Lạ do Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, được phát sóng vào tối thứ bảy hàng tuần tại địa chỉ. Mỗi Độc Lạ sẽ cập nhật và tổng hợp những tin tức nóng nhất trên mạng xã hội trong một tuần vừa qua. Và giờ thì các bạn yên tâm vì không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức sốt dẻo nào trên newsfeed hoặc diễn đàn giải trí nữa rồi nha.